Chào các bác nhé, lại là em đây, em đang ở trong rừng rồi. Thì hôm nay em đi lấy cây long cốt phong tiếp thôi các bác. Đây, long cốt phong ở trên có một cây à. Đây, ở bên này có mấy cây này, mấy bụi to to này. Đây, long cốt phong. Như các bác biết là long cốt phong thì không thể thiếu được trong cái bài thuốc mà xương khớp và bài thuốc sinh lý của nam giới. Cho nên là em cũng có khá nhiều bệnh nhân, khá nhiều các bác có vấn đề về sinh lý lấy thuốc, cho nên là hết long cốt phong thì em đi lấy. Còn cây long cốt phong ấy, thì không chia sẻ nữa được không ạ? Tại vì cây long cốt phong em chia sẻ suốt ngày à. Thế, bác nào không biết thì các bác xem lại. Thế nhưng mà tiện đây thì cũng chia sẻ cho các bác, bởi vì ngay trước mặt này. Bác nào không biết thì chia sẻ cho các bác đây. Đây nhá các bác nhé, đây cây trước mặt này. Này, này đấy. Cây nó có lông lông này. Cây long cốt phong ấy, thì là cây hoa, cây mà người ta lấy cây dớn ấy, trồng hoa phong lan ấy, các bác biết thế là được, là các bác nắm được rồi nhá. Là cây dớn người ta lấy về trồng hoa phong lan ấy. Cái long cốt phong em giới thiệu nhiều mà, em đi lấy suốt, em đây em quay hết rồi, cho nên là bác nào muốn xem thì tìm lại video của em để xem các bác nhá. Hôm nay thì chia sẻ cho các bác một cây thuốc nó không lạ lẫm gì đâu, nhưng mà có một cái số sử dụng rất là hay, nhưng mà một số cái thì lại không sử dụng được. Đây các bác, đây nhá, bác nhìn này ạ. Trời, ánh nắng quá, em đang ở trong rừng. Đây ạ. Đây ạ, đây là cái chè dây các bác nhá. Đấy, chè dây này. Đấy, chè dây này. Cái này nó cũng đỏ đấy này. Nhưng mà chè dây nó có hai loại, một loại trắng và một loại đỏ. Và đặc biệt là khi các bạn mà dùng chè dây thì các bạn dùng cái ở trong rừng ấy, trong núi đá ấy, thì nó thật sự rất là tuyệt vời luôn. Thứ nhất là cái chè dây này thì các bác dùng trong bài thuốc dạ dày đại tràng. Quấn HP ấy nhá. Dùng, nói là dùng cho bài thuốc dạ dày đại tràng thôi, chứ không phải là các bác đi hái cái ngọn non về các bác phơi lên được đâu. Mà khi mà các bác muốn dùng cái cây chè dây này ấy, thì các bác phải sao nó, các bác phải ủ nó thành tuyết lên nhá. Các bác phải ủ thành tuyết lên, có nghĩa là cách xử lý nó khá khó khăn thì nó mới nên thuốc được. Còn các bác không biết xử lý thì các bác không dùng nhá. Chè dây nó rất là tốt, các bác nhìn thấy trên đài báo TV thật, nhưng mà không biết sử dụng thì các bác sẽ không sử dụng, bởi vì nó không có hiệu quả. Khi mà mình làm trong bài thuốc dạ dày đại tràng ấy thì nếu mà không mình không ấy thì nó sẽ không hiệu quả. Cái đấy là em nói về cái lá của nó thôi. Nên em chia sẻ cho các bác cái bài thuốc mà tất cả các bác ở rừng ấy các bác có thể dùng được, là cái thân của nó này. Cái thân già, đây là thân già của nó nhá. Các bác lấy cái thân già này này, các bác bị xương khớp ấy, bị đau nhức mình mới ấy, đau các khớp ấy, các bác chặt về, các bác đun hoặc các bác tắm nhá, các bác ngâm người xuống đây các bác tắm nhá. Nó sẽ tắm mấy lần là nó đỡ luôn á, đỡ đau nhức luôn á. Nhưng mà cái này lại không phải dùng trong bài thuốc đau xương khớp đâu. Khi các bác tắm thì nó có tác dụng là nó làm cho các bác không bị đau nhức xương khớp nữa. Nhưng mà khi mà uống ấy thì các bác cũng không uống được, bởi vì là bản thân em thì không bao giờ dùng cây này. Nhiều bác thì vẫn dùng trong bài thuốc xương khớp, nhưng mà các bác biết không, những cây này nếu mà nữ giới dùng thì không sao, còn nam giới dùng thì nó sẽ mềm nhún đi á. Vậy nên là khi mà dùng cây thuốc nó tốt thật, nhưng mà các bác phải biết xử lý được chứ ạ. Em chỉ chia sẻ cho các bác là bác nào bị đau lưng ấy, nhiều bác ở miền núi bị đau lưng mà bị thần kinh tỏa các kiểu vẹo cả người đi, thì các bác lấy cái cây này này, lấy cái thân già nó này về đun, kết hợp với cây đào đá, lá cây đào đá các kiểu về đun nước tắm thì nó không bị nữa, nó sẽ bớt đau đi luôn nhá, đau như xương khớp ấy ạ, nó sẽ bớt đau đi luôn. Ở bên cạnh em thì có một cây đối trọng. Đây là cây đối trọng, trọng trắng thôi các bạn. Cây đối trọng này thì chứa trong bài thuốc thiếu sứa này, bài thuốc bệnh trí này, bài thuốc sinh lý của nam giới này. Tuy nhiên là cây trắng thì em ít dùng, bởi vì em vẫn dùng cây đỏ. Cây đỏ là cây cao su đỏ, cây trắng thì nó là cây cao su trắng thôi, nó không tác dụng bằng cây đỏ các bạn nhé. Đây cái đối trọng này, đối trọng trắng này. Nhưng em thì em dùng cây đỏ thôi. Cái này thì bác nào dùng cái rễ của nó ngâm rượu rất là tốt này, trong bài sinh lý của nam giới này, kết hợp với nhá. Dùng thuốc thì phải kết hợp, các bác dùng thuốc nam các bác phải kết hợp, các bác đừng có dùng độc vị nó không tốt đâu. Đây ạ, cái dây cao su trắng, đây là cái dây cao su trắng lá của nó đấy. Cái này nó có quả ăn được ấy, quả nó dài dài nó ăn được các bác nhá. Tôi chia sẻ cho các bác về cái cây chè dây thôi các bác nhá. Cái chè dây là các bác mang về tắm được này, bác nào bị đau như xương khớp ấy. Còn chè dây đỏ ấy
lạnh một tí, buổi sáng sớm mà lạnh là bắt đầu ho bắt đầu biểu hiện của cúm mà. Có trái dây đỏ ấy, ở trong núi đá ấy các bác, ở trong núi đá, bác nào ở núi đá mà thấy trái dây đỏ là cái cây kia là tuyệt đối tuyệt vời, mang về để phơi khô đi, sử dụng trong bài thuốc tắm xương khớp và kết hợp trong uống xương khớp cũng được, nhưng mà ít thôi, đấy liều lượng của thầy thuốc thôi, chứ còn không uống bừa. Nhớ vậy thôi, em chào các bác nhá, chia sẻ cho các bác về cái lấy, có thể là lấy cái chè dây ấy, dây của chè dây về tắm thôi.